Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 2021, thì mình đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng để chia sẻ tình hình của ngày hôm nay như thế nào và được quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Thì ngày cuối tuần thứ bảy thì mình cũng xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới thật vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ mình đang có mặt tại khu đường Tôn Đức Thắng các bạn. Thì cái hướng này các bạn biết là đi lên đường Hồ Nước Ngọt, còn hướng mình đi ra Đại Ngãi các bạn, đường Tôn Đức Thắng. Đây là trường học các bạn. Thì tình hình của ngày hôm nay như sau, thì mình mời quý cô chú anh chị xem video. Thì hôm nay thời tiết nó cũng mát mẻ các bạn, ôi 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 thôi coi, không có nắng gắt cho nên rất là dễ chịu. Đây, bây giờ mình đang đứng ở góc đường Lê Lợi các bạn. Bây giờ mình đi lên hướng Lê Lợi, mình đứng nhìn về cái hướng đường Tôn Đức Thắng. Thì tình hình dịch cũng diễn biến phức tạp trong những ngày qua. Thì thành phố Sóc Trăng mình trong 2 ngày vừa qua thì có giảm số ca giảm, bắt đầu có rất là đáng mừng các bạn, giảm rất là sâu. Thì bà con mình cũng đừng có chủ quan lơ là, cũng càng thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Rồi bây giờ mình đang đi trên đường hướng về đường Lê Lợi các bạn, lên Hồ Nước Ngọt các bạn. Các bạn nhìn thấy là trong những ngày này cũng gần cuối năm, thì bà con trên địa bàn thành phố Sóc Trăng hiện bây giờ người ta cũng làm mở cửa cũng rất là ít, thưa người các bạn. Không giống như mọi năm, do tình hình dịch ảnh hưởng của dịch rất là lớn cho nên bà con mình có một số nhà thì cũng bị F0 đó, người ta đang cách ly điều trị tại nhà, những cái nhà có công dân dây đó các bạn. Thì hết cũng vắng vẻ. Đây hiện bây giờ mình đang đứng chỗ cái tổ Kim Hoàng của thành phố Sóc Trăng đó các bạn, đường Lê Lợi nè, cho các bạn thấy được tình hình của bà con hôm nay. Thì hiện nay thì mình cũng thông tin về tình hình dịch bệnh của thành phố Sóc Trăng ngày hôm qua như sau để mà quý cô chú anh chị cùng tham khảo. Thì hôm qua Sóc Trăng có 160 ca mắc mới, trong khu sàng lọc thì có 112 ca, trong khu vực phong tỏa thì có 9 ca, cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 24.150 ca. Hôm qua bệnh nhân xuất viện khỏi bệnh là được 637 ca, cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 17.302 ca. Nhưng mà ngày hôm qua thì tử vong tới 7 ca các bạn, cộng dồn là 153 ca. Hiện bây giờ đang được điều trị cách ly y tế là 6.695 ca. Bà con mình tiêm mũi 1 là 96,7%, còn tiêm được 2 mũi là 87,1%. Còn hiện nay bà con nào chưa tiêm thì hãy chủ động liên hệ với chính quyền địa phương hay trạm y tế xã phường thị trấn gần nhất để mình tiêm sớm, để miễn dịch cộng đồng sớm, để mình bảo vệ cho chính bản thân mình nha các bạn, để bảo vệ luôn cộng đồng. Đây, bây giờ mình đang đứng cái góc đường này, là các bạn nhìn thẳng qua bên này là đường đi về đường cầu Cao hay là cầu Tiên Hộ đó các bạn. Là đường này là đường Sô Viết Nghệ Tĩnh, các bạn đi thẳng thì các bạn qua cầu mình sẽ đi vào ngược lại chợ Sóc Trăng, chợ lớn của thành phố. Còn cái này góc đường thì mình bắt đầu mình đi lên Hồ Nước Ngọt các bạn. Đây thì ở trên đó là cái chỗ dòng xây chỗ Hồ Nước Ngọt với chợ bông sen luôn các bạn. Thì giờ mình sẽ đi dọc đến đây để cho các bạn xem tình hình của trên đây như thế nào.
Đây, thì mình đang đến trước cổng hồ nước ngọt các bạn. Thì trong hồ nước ngọt hiện nay là cái khu diện dã chiến ở trong khu hồ nước ngọt các bạn. Thì hiện nay bà con mình ở trong khu vực hồ nước ngọt cũng khá là nhiều, người ta cũng gào kín lại ở bên trong các bạn để mà điều trị cho các bệnh nhân bệnh được cách ly trong khu vực này nha các bạn, ở trong hồ nước ngọt. Đây bây giờ mình đang đứng ở bên ngoài cái hồ nước ngọt, thì nhìn xuống là chợ Bông Sen với cái chỗ dòng xây của thành phố Sóc Trăng. Đây trời này, trong bữa nay thì nó cũng âm u các bạn, nó không được sáng cho lắm nhưng mà cũng rất là mát mẻ. Rồi bây giờ mình đi dọc lên cái chỗ đèn xanh đèn đỏ chỗ chợ đêm của hồ nước ngọt như thế nào các bạn, để chia sẻ cho các bạn thêm. Đây cái phía sau này là cái cổng sau của hồ nước ngọt các bạn, hiện bây giờ người ta cũng khóa cửa lại hết trơn các bạn để làm cái khu cách ly trong này nè. Mà khu cách ly của những người làm bệnh viện dã chiến ở nằm ở sau cái hồ nước ngọt, cái chỗ chỗ mà quýnh vợt đổ ở bên trong các bạn. Còn phía trước mình cái cổng chợ đêm của hồ nước ngọt và đèn xanh đèn đỏ, và mình đi qua đó thì mình sẽ lên cái siêu thị Copmart luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Xin mến chào lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để có nhiều video mới nhất của chợ miền Tây khi đăng tải. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình. Xin tạm biệt.